Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. MD7, kem chuyên trị nám, nhăn, giúp sáng da trong thời gian ngắn nhất. MD7, 7 ngày kỳ diệu, 855-234-2333. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Crystal Tea, now accepting franchise applications in California, Oregon, Arizona. Please call 714-881-9938. Thảo Yên, Hoàng, Trọng, Thụy gửi lời chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live sau cà phê sáng. Bây giờ tới thời sự thế giới của Hoàng TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị rất nhiều. Ngày hôm nay thứ 6 rồi và những tin tức gì diễn ra trong ngày hôm nay? Gửi lời chào Thảo Yên. Lời chào đến anh và xin kính chào tất cả quý vị. Và thưa quý vị, dự báo thời tiết của ngày hôm nay đó thì trời sáng sớm từ sau 7 giờ, quý vị đã thấy nắng lên và nhiệt độ ngày hôm nay cũng ấm áp hơn hôm qua rất là nhiều, tăng từ 7 cho đến gần 10 độ so với hôm qua lận. Hôm nay nhiệt độ trung bình ở Westminster và Garden Grove lên cao nhất khoảng 71 cho đến 73 độ, thưa quý vị, rất là ấm áp. Và hôm nay thì gió cũng không có nhiều, chỉ từ 5 cho đến 7 dặm một giờ thôi. Và từ sau 10 giờ khuya trở đi thì nhiệt độ vẫn giữ ở mức là 45 cho đến 47 độ. Qua ngày mai thứ 7 với lại chủ nhật cuối tuần thì nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ. Cuối tuần này trời rất là ấm áp. Chủ nhật nhiệt độ có thể lên đến 80-82 độ, thưa quý vị. Nhưng mà qua đến tuần sau thì nhiệt độ lại giảm xuống mức. Nói chung là cuối tuần này trời ấm áp, dễ chịu hơn so với ngày giữa tuần, nhiệt độ xuống dưới mức 60 độ. Trong khi đó, tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay diễn biến ra sao? Thưa quý khán thính giả, chiều hôm qua, mọi người trông chờ để liệu xem buổi tối thì các nhà lập pháp có thông qua được gói cứu trợ đợt nhì hay không. Rất tiếc là không có tin tức gì mới cả. Họ vẫn tiếp tục đang thảo luận. Vấn đề lớn mà hiện nay đang là một rào cản là không biết có chấp nhận cái việc mà gửi những chi phiếu đến cho các gia đình hay không, mỗi một người sẽ được bao nhiêu tiền. Vào giờ phút chót đó, thì cái vấn đề mà bơm thêm tiền cho mỗi một cá nhân được đề cập tới, vấn đề hiện nay là bao nhiêu tiền. Ngày hôm qua, một trong những người mà muốn nhiều tiền nhất lại là ông Bernie Sanders cùng với một số các nhà lập pháp khá là phóng khoáng. Họ muốn bơm thêm 1.200 Mỹ Kim nữa. Nhưng mà cái điều đó ngay từ đầu thì bên phía Thượng viện với Mitch McConnell, các thành viên của Đảng Cộng Hòa chống đối, họ không muốn gói cứu trợ đợt này có thêm tiền cho người dân. Nhưng mà cuối cùng dường như bắt đầu có một sự thương lượng thỏa thuận. Hiện nay thì cái số tiền đó có khả năng là 300 hay là 600, nhưng mà một số các thành viên của Đảng Dân Chủ thì muốn đẩy lên thêm 1.200 Mỹ Kim. Có một nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc tối ngày hôm qua cho biết Tổng thống Trump muốn tới 2.000 đô la luôn nữa, nhưng mà cuối cùng thì bị các cố vấn trong Bộ Ngân khố và kể cả Tài chánh nghĩa là khuyên là không nên có cái số tiền quá nhiều như thế, bởi vì gây thêm các mức thâm hụt trong tương lai. Thế thì đến giờ phút này, theo bản tin ghi nhận, các nhà lập pháp sẽ khó lòng đạt được cái thỏa thuận đến tối ngày hôm nay. 12 giờ khuya nay, tức là bước sang ngày thứ Bảy, là xem như cái gói tài chính ngân sách của chính phủ Hoa Kỳ là đóng cửa nếu không có thông qua được ngân sách. Nhưng mà chúng ta rơi vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, thì đó là cái điểm đặc biệt. Luật lệ đã được tạo ra để cho thấy rằng các việc thỏa thuận nếu không được vào ngày thứ Sáu đó, thì ông Mitch McConnell tuyên bố chúng ta sẽ phải ở lại, chứ không có được về nhà nghỉ lễ Giáng sinh cho đến khi nào chúng ta có gói thỏa thuận này. Và đó là lý do theo dự trù, nếu đến khuya ngày hôm nay mà không đạt được gói thỏa thuận, họ sẽ làm việc suốt cuối tuần luôn, thưa quý vị. Một bản tin liên quan đến tài chính thứ nhì là Coca-Cola ngày hôm nay tuyên bố do tình trạng COVID họ đóng cửa rất là nhiều các hãng xưởng ở khắp thế giới, và vì thế số người mà tiêu thụ Coca-Cola cũng giảm luôn.
hậu quả là họ phải cắt giảm tới 2.200 công việc. Nói chung là các công ty chuyên bán về các nước giải khát đó, trên toàn cầu cũng bị ảnh hưởng chung, và đầu tiên là Coca-Cola. Trước tình hình của gói cứu trợ và trước tình hình của hàng bán lẻ có vẻ giảm thiểu, mặc dù chúng ta thấy rằng lúc này người dân vẫn tiếp tục đi mua sắm để mà gửi hàng cho kịp quà Giáng sinh. Thị trường Dow Jones vì gói cứu trợ không đạt được ngày hôm nay cho nên giới đầu tư thất vọng và họ bán tháo cổ phiếu nhiều. Dow Jones xuống 142 điểm, S&P 500 xuống 16 điểm, Nasdaq xuống bây giờ là 8 điểm mà thôi. Thị trường châu Âu xuống chút đỉnh, thị trường châu Á cũng tương tự ngoại trừ Hồng Kông. Nhật Bản xuống 43, Hồng Kông xuống 180 và Thượng Hải xuống gần 10 điểm. Còn trái phiếu 10 năm hôm nay là 0.933, nó tăng hơn so với đầu tuần và cũng như ngày hôm qua. Giá dầu lên 76 sen ở mức 49 đồng 12 sen. Vàng hôm nay xuống trở lại còn 1.883 đồng 30 sen, xuống 2 đồng 10 sen. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua thì văn phòng của ông thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đã đưa ra cái thông báo, đó là cô con gái 9 tuổi của ông đã bị dương tính với COVID-19, cho nên là vợ chồng ông Garcetti sẽ phải tự cách ly. Thì theo như thông báo của ông cho biết đó là cô bé này có những cái triệu chứng như là sốt nặng, và cho nên là ông ngay lập tức cho con gái đi thử nghiệm và kết quả là dương tính. Nhưng mà cũng may là hai vợ chồng của ông kết quả là âm tính. Nhưng mà để bảo đảm an toàn thì hai vợ chồng ông cũng sẽ cách ly trong khoảng thời gian từ 7 cho đến 10 ngày. Cũng vào ngày hôm qua thì ông cũng đã chính thức thông báo là ông từ chối một cái vị trí do tân chính quyền của ông Joe Biden offer cho ông. Thì nó kết thúc những cái đồn đoán trong khoảng thời gian qua là ông sẽ được bổ nhiệm mà một trong hai cái vị trí là bộ trưởng giao thông hay là bộ trưởng cơ quan an sinh và xã hội. Thưa quý vị, thì ông Garcetti nói rằng thật sự trong tuần qua đó, last week, là phía chính quyền ông Biden đã một lần nữa đến và đưa cho một cái vị trí, nhưng ông Garcetti không có nói là vị trí nào. Nhưng mà ông đã quyết định từ chối bởi vì ông nói rằng thành phố Los Angeles hiện nay đang cần ông. Ông không thể nào mà bỏ đi trong cái khi mà COVID đang tăng cao như hiện nay. Bây giờ không phải là cái thời gian để mà đảm nhận một cái chức mới mà phải cùng người dân của thành phố vượt qua cái thời điểm khó khăn này. Và bên cạnh đó thì vào ngày hôm qua, thưa quý vị, bà Nancy Pelosi cũng đưa ra một số những cái đề cử đối với Thượng viện cho những cái chức vụ quan trọng cho tất cả các department khi mà tân chính quyền sắp sửa bước vào tòa Bạch Ốc, liên quan đến chẳng hạn như những cái bộ năng lượng rồi FDA hay là y tế vân vân. Và có một cái điều ngạc nhiên mà báo chí họ ghi nhận là với tất cả những người mà được đề cử đó lại không có cái tên của dân biểu Alexia Cortez. Quý vị cũng còn nhớ là trong gần 2 năm nay cô này đang là ngôi sao chính trị nổi lên của đảng Dân Chủ, và với những cái vấn đề như là môi trường hay là dân quyền vân vân thì cô này lúc nào cũng có cái tiếng nói rất là mạnh mẽ, cho nên cái việc mà cô bị bỏ qua không hề được nhắc đến trong tất cả các đề cử thì cũng khiến báo chí họ thắc mắc. Tình hình coronavirus vào thời điểm này cũng rất là nhiều bi đát, thưa quý vị, và chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị một loạt những cái bản tin sau đây. Thứ nhất đó, là ông Phó Tổng thống Mike Pence cùng với bà phu nhân Phó Tổng thống đã được chích ngừa. Hai vợ chồng muốn chọn hình ảnh trông như là một người dân bình thường được một vị bác sĩ đứng để chích ngừa, với lời kêu gọi là nếu được thì toàn dân Hoa Kỳ hãy đi chích ngừa. Ông Phó Tổng thống Mike Pence mang khẩu trang màu đen và ông muốn gửi đến một thông điệp
vì lý do ông theo dõi và thấy rằng cho đến giờ phút này vẫn trên 35% người dân Mỹ lo ngại là việc chích ngừa sẽ gây ảnh hưởng đến họ. Tin tức từ ngày hôm qua chúng tôi cũng ghi nhận gửi đến quý khán thính giả đó ở Alaska, và sáng ngày hôm nay những cái tin tức liên quan đến việc mà bị những cái trường hợp dị ứng sau khi chích ngừa cũng khiến cho người dân quan ngại. Nhưng mà thưa quý vị, cả bao nhiêu ngàn người chích thì bây giờ chỉ có một vài trường hợp là như thế thôi. Cho nên các bác sĩ tuyên bố vẫn an toàn. Và ngay cả những người dù quý vị có bị chích vào cảm thấy bị sốt hay dị ứng đó, thì nó cũng thật nhanh. Có thể là chỉ trong vòng một đêm, sáng ngày hôm sau là người nó khỏe lại. Nhưng việc bảo vệ cơ thể của chúng ta tránh khỏi bị nhiễm coronavirus cao hơn rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.